Sau 3 tháng diễn ra cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ 2, ban tổ chức đã lựa chọn được 14 ứng viên xuất sắc nhất để trao giải và vinh danh trong lễ tổng kết diễn ra tại nhà hát lớn vào 20 giờ tối nay, 15 tháng 12. Trong không khí háo hức xen lẫn hồi hộp, một số ứng viên đã chia sẻ cảm xúc của mình trước giờ gì. Mình là Nguyễn Thị Minh Châu, năm nay mình 41 tuổi, thì đến từ thành phố Nam Định. Thực sự là vô cùng vui mừng và tự hào khi mà được là một trong 12 thí sinh có mặt trong buổi chung kết ngày hôm nay. Thì mình đã đến Hà Nội từ buổi sáng ngày hôm qua và đã chuẩn bị các cái nội dung để cho cái buổi tổng duyệt và lễ trao giải của ngày hôm nay. Thì thực sự là lần này đến Hà Nội thì mình đến với một cái tâm trạng thực sự là rất là đặc biệt, vô cùng háo hức, vô cùng hồi hộp. Thực ra thì mình đã đến Hà Nội rất nhiều lần, thì những cái lần khác là đi họp, đi công tác thì nó cũng thoải mái hơn, nhưng mà quả thực là lần này thì mình không diễn tả được hết cái cảm xúc của mình lúc này. Mình cũng xin rất là cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, Báo Sức Khỏe Đời Sống, Tập đoàn Herbalife đã hỗ trợ đồng hành, đã tổ chức cái cuộc thi này để cho chúng mình có cái cơ hội được học hỏi lẫn nhau, được tìm hiểu và tăng thêm các cái kiến thức về dinh dưỡng và tập và vận động để có thể cải thiện được cái sức khỏe tốt nhất cho bản thân mình. Cũng xin được gửi lời cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã đồng hành hỗ trợ cho các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở xa. Và trong suốt cái hành trình của cuộc thi thì các anh chị ở bên báo, các cơ quan truyền thông cũng đã hỗ trợ đồng hành cùng với mình rất là nhiều. Xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Về phía gia đình mình thì trong suốt cuộc thi thì gia đình cũng như đồng nghiệp bạn bè thì cũng hỗ trợ tạo điều kiện cho mình mọi mặt về thời gian, và cũng như là hỗ trợ trong cái quá trình mà mình tìm hiểu các cái kiến thức về vận động và dinh dưỡng. Và buổi tối ngày hôm nay thì mọi người cũng sẽ có mặt để cổ vũ, động viên tinh thần cho mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả mọi người. Thì đây là lần đầu tiên mà mình đến với Hà Nội luôn á. Mình có rất là nhiều cái cảm xúc của mình khi mà nói về cái thành phố này. Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có cái cơ hội mà được ra đây, và ban tổ chức chương trình đã tạo cho mình một cái sân chơi, một điều kiện để mà mình có thể có một cái chuyến đi mà vừa thay đổi bản thân mà vừa ngắm cái quang cảnh của một cái thủ đô đất nước như thế này. Thật sự đây là một cái sân chơi mà mình nghĩ là nó rất là có lợi cho mọi người, mà vừa cải thiện được sức khỏe mà vừa có rất là nhiều cơ hội nữa. Mình rất là cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho mình. Thật sự là cái quá trình mà thi của mình nó hơi khó khăn một chút, tại vì mình là cái gần mình gặp sức khỏe và vấn đề nghiện đường ấy, cho nên là nếu mà chỉ cần một ngày mà mình không uống trà sữa hoặc là cái năng lượng đường đó là mình sẽ kiểu bị chóng mặt và vi phạm cả ngày ấy. Cho nên là để mà qua được cái giai đoạn mà nghiện đường đó thì mọi người cũng phải giúp đỡ mình rất là nhiều luôn. Thật sự là một cái quá trình rất là gian nan. Khi nhận được thông báo kết quả vòng 3, Kim Anh lọt vào top 12 đêm chung kết, tâm trạng Kim Anh vui sướng, hồi hộp, đặt ra rất rất nhiều câu hỏi. Không biết là mình được giải gì, câu chuyện của mình có truyền cảm hứng về để lại ấn tượng gì cho ban giám khảo không? Và có sự lan tỏa rộng tới cộng đồng hay không? Nhưng dù được giải gì thì cũng vui vẻ hạnh phúc mà. Vì cuộc thi này đã là một trải nghiệm tuyệt vời đối với Kim Anh và các bạn thí sinh rồi. Nhưng để hoàn tất cuộc thi, Kim Anh xin cảm ơn gia đình, ông xã, con trai và cháu Nam đã luôn luôn đồng hành, giúp đỡ để cho Kim Anh hoàn tất tất cả các tiêu chí của cuộc thi. Kim Anh cũng cảm ơn mọi thử thách của cuộc thi. Kim Anh cũng cảm ơn chính bản thân mình đã quyết tâm một cách phi thường để hôm nay được đứng trong top 12 đêm chung kết. Kim Anh xin cảm ơn rất rất nhiều ạ. Thật ra là mình cũng không nghĩ là mình đã sẽ lọt vào cái top 12 đâu, vì là khi cái hành trình đến cái lần thứ hai ấy thì cái cân nặng của mình nó cũng không được giảm sâu, mà mình cảm thấy là có những lúc mà mình cũng không chuẩn bị được những các cái hình ảnh, các bài tập nhiều. Thế thì khi mà mình làm video lần hai thì mình cũng nghĩ rằng là thôi mình cũng sẽ nỗ lực hết sức để mà mình hoàn thành được cái chặng đường thứ hai. Thì mình cũng thấy rằng là đến khi mình lọt được vào top 12 ấy thì mình cũng thấy là mình đã cố gắng rất nhiều trong cái việc này, và mình cũng thấy là rất là vui khi mà mình đã lọt vào top 12. Sau cái cuộc thi này thì mình rất là cảm ơn chương trình, vì là chương trình đã tạo ra một cái sân chơi để cho những người mà đang có sức khỏe, dù là bạn là có béo hay bạn có trẻ hay bạn có già hay bạn có gầy, thì bạn cũng nên phải chăm sóc chủ động cái sức khỏe của mình, vì là khi bạn không có chủ động thì không ai sẽ giúp mình được.
Đấy thì cái đấy thì là cái thông điệp của mình, thì mình muốn gửi đến tất cả các cái mọi người trong cuộc thi này và cũng như ở ngoài cái vòng cuộc thi, là hãy chủ động và chăm sóc bản thân, và đấy là người yêu thương bản thân mình nhất. Lời đầu tiên cho mình xin gửi lời chào tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng như là quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Cá nhân mình khi nhận được thông báo mình là một trong số các thí sinh được lọt vào vòng chung kết của chương trình Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần 2 năm nay, thì mình cảm thấy rất là háo hức vì cá nhân mình cũng đã vượt qua được thành tích năm ngoái, được có mặt trong đêm chung kết ngày hôm nay và lần đầu tiên được đến với nhà hát lớn để chia sẻ câu chuyện của mình tới nhiều người hơn. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì mình cũng đã có dịp chia sẻ và lan tỏa thông điệp về lối sống năng động và lành mạnh tới những người thân, những người bạn của mình. Những người mà trước đây các bạn chưa có ý thức về vận động, chưa có ý thức về việc tập luyện, thì thông qua chương trình này, thông qua dịp này thì các bạn cũng đã cải thiện hơn, thay đổi hơn rất là nhiều và góp phần khỏe đẹp hơn. Nhân dịp này mình cũng xin được gửi lời cảm ơn ban tổ chức của cảm ơn báo Sức Khỏe và Đời Sống đã tạo ra một sân chơi rất là ý nghĩa, góp phần cho cá nhân mình cũng như các anh chị em, các bạn bè có dịp thay đổi thói quen vận động, ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe và xây dựng đời sống năng động và lành mạnh hơn. Vượt lên trên ý nghĩa là một cuộc thi hình thể hay sắc đẹp, các ứng viên của cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ hai đã tạo nên một cộng đồng cùng nhau thực hành dinh dưỡng lành mạnh, vận động hợp lý và tạo ra những thay đổi tích cực, kiến tạo cuộc sống giàu năng lượng. Vào 19:30 tối nay, ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại Nhà hát lớn Hà Nội, báo Sức Khỏe và Đời Sống sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn lần thứ hai. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ trên kênh VTC1, trên báo điện tử Sức Khỏe Đời Sống.vn, fanpage VTV24 và hệ sinh thái fanpage Facebook, YouTube của báo Sức Khỏe và Đời Sống.